Xôn xao game show tất niên công ty ăn nho bằng miệng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Mới đây trên mạng xã hội Facebook vừa đăng tải một video chơi trò chơi tại một buổi liên hoan tất niên của công ty đã khiến cho netizen gây ra nhiều tranh cãi. Cụ thể, trò chơi trong đoạn clip, người nam lấy nho từ ngực của người nữ, sau đó truyền lên miệng của đối phương, xung quanh là tiếng reo hò cổ vũ của những đồng nghiệp. Nhưng điều đáng chú ý ở đây, tất cả hành động lấy nho đều thực hiện chỉ bằng miệng. Và trong bài đăng, đoạn video trên đã gây sự chú ý của netizen với nội dung sau khi chơi trò chơi ở buổi liên hoan tất niên, một chị vợ bị chồng tương tác cho nâu mắt. Đoạn clip khi được đăng tải đã gây tranh cãi dữ dội cho cộng đồng mạng. Đa số cho rằng trò chơi này rất phản cảm ở nơi làm việc và chị vợ bị chồng tương tác là cũng xứng đáng. Tài khoản PH chia sẻ, nãy tôi mới xem được 5 giây đã thấy ghê, hết game để chơi hay sao mà chơi game này. Tài khoản LN cũng bức xúc với cả công ty, bạo lực gia đình chưa bao giờ là đúng và không nên cổ suý cho bạo lực gia đình. Tuy nhiên trong trường hợp này thì không hiểu sao chơi được cái trò đấy luôn. Tuy chưa biết thực hư câu chuyện chị vợ bị chồng tương tác nâu mắt sau liên hoan đến video tất niên ra sao, nhưng hiện đoạn clip trên vẫn đang được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng. Còn bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đang gây xôn xao trên mạng xã hội nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.